tại Lâm đang có mặt tại dự án khách sạn 5 sao lớn nhất Grand Victory Tam Đảo. Đây là dự án khu nghỉ dưỡng cao cấp, tọa lạc tại vị trí đắc địa, là điểm vàng của khu du lịch Tam Đảo. Và Eurostone là đơn vị cung cấp, thiết kế và thi công cho hạng mục đá ngoài trời bao gồm mặt tiền, phào, chỉ, cột, đá khối, v.v. Quý vị có thể thấy thời tiết ở đây thì sương mù dày đặc, mưa có thể kéo dài cả ngày. Chính vì thế mà quá trình thi công và vận chuyển đá vô cùng khó khăn. Tuy nhiên thì với giai đoạn nước rút của dự án thì Eurostone cũng đã nhanh chóng vận chuyển đá đến trên công trình để quá trình thi công được diễn ra liên tục. Eurostone đã tính toán và lên các phương án thi công phù hợp và lựa chọn từng viên đá tự nhiên đồng màu cho từng vị trí ốp lát, đảm bảo tính thẩm mỹ cho từng hạng mục sử dụng đá. Hiện tại thì Lâm đang đứng vào trong khu vực thi công của dự án. Chúng ta có thể thấy là ngoài trời thì thời tiết đang sương mù rất là dày đặc và mưa rất là nhiều, mặc dù là chỉ mới 10 giờ sáng thôi. Chính vì thế mà quá trình thi công đá khu vực ngoài trời dễ bị trơn trượt. Tuy nhiên thì Eurostone vẫn đảm bảo sự an toàn lao động cho công nhân thi công tại công trình và mọi người làm việc rất là hăng say và nhiệt tình. Eurostone đã tính toán và lên các phương án thi công phù hợp. Trước hết phải chỉnh chu khâu thiết kế layout trước sản xuất và lựa chọn từng viên đá tự nhiên đồng màu cho từng vị trí ốp lát. Dự án vẫn đang tiếp tục để hoàn thiện, cùng chờ đón xem phần tiếp theo của Eurostone tại dự án khách sạn Grand Victory.